Xin kính chào quý khán giả đã đến với kênh Tư vấn Giám sát Xây dựng Thunderhub Group. Thì trong video này em Chánh sẽ chia sẻ về một cái hạng mục gọi là thi công cái đường son gạch ốp tường bằng keo epoxy của hãng Lukita ha. Thì trong công tác này có các bước quan trọng như sau. Bước thứ nhất là chúng ta là phải vệ sinh sạch trong cái đường ron bằng những cái cây sủi và những cây cọ. Còn trường hợp mà nếu mà đối với những cái đường ron mà nằm ở mặt phẳng á, như nền á, thì chúng ta là dùng máy hút bụi nha, để chúng ta hút thật sạch cái bụi trong đó ra. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng keo hai thành phần á, bắn vào trong cái đường ron. Thì đây là công nhân đang thao tác là bắn keo vào đường ron đây. Đó. Lưu ý là keo nó phải chèn kín ở trong cái đường ron của chúng ta nha. Đó. Rồi sau khi mà bắn keo xong, chúng ta dùng cái đầu bi ha, để chúng ta miết giữa cái đường ron á, để cho cái đường ron của chúng ta nó được đều. Đó, đây là đường ron sau khi chúng ta miết nè, rất là đều. Rồi thì sau khi cái ron nó khô á, thì chúng ta sẽ tháo những cái phần ron keo bị lem như thế này thì nó sẽ trả lại cái đường ron, mà đường ron âm nó rất là đẹp này. Đó ha. Đó, chúng ta sẽ tháo những cái phần ron khô bị thừa ra như thế này nha, nó sẽ chừa lại cái phần ron âm rất là đẹp và sắc nét. Đó. Rồi, còn đây chính là cái đầu bi ha, đầu bi để chúng ta làm miết vào giữa cái đường ron á. Còn đây chính là keo Lukita hai thành phần nha, và súng bắn chuyên dụng. Thì hiện tại keo epoxy này, hai thành phần này, nó có rất là nhiều hãng, nhưng mà em đánh giá tốt nhất là của hãng Lukita ha.